Huệ ngồi sát vách hầm, bên cạnh mấy chiến sĩ điện thoại đang lăn ra ngủ. Anh chăm chú theo dõi câu chuyện trao đổi giữa Lữ và chính ủy Kinh. Thỉnh thoảng, Huệ mỉm cười. Ông cựu Kinh nhà mình nói chuyện với con trai cũng chẳng khác gì nói chuyện với bộ đội. Câu chuyện giữa hai cha con của người chính ủy khiến Khuê nhớ lại lần đầu tiên mình khoác ba lô đến trung đoàn bộ phận công tác cần vụ. Chính ủy Kinh cũng nói với anh bằng một kiểu cách gần như vậy. Anh nhìn theo dịch khói đèn dù trắng lởn dởn trên nền trời đang rạng dần. Một ổ súng bắn tỉa bên ngoài hàng rào như vừa thức giấc, thỉnh thoảng nổ một phát đánh chát vào phía trong đồn. Trời sáng được một lát thì Lượng và một chiến sĩ trinh sát từ trên hố cảnh giới bò về hầm. Hai người dùng mũi dao găm gạt đất trên các khuỷu cánh tay. Lượng hỏi Khuê công việc đi làm con đường dây dự được hoàn thành. Lượng cười nói với Khuê, thế mà ở dưới sở chỉ huy cứ bảo là cậu đi Đức rồi. Khuê nói rõ về cái tin ấy. Có một cậu cũng là lính thông tin của sư đoàn vừa bổ sung về. Cậu ta không có quần áo. Tôi cởi chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài của tôi cho cậu ấy mặc để mà đi chữa dây. Vội quá, cũng chẳng xem trong bộ quần áo vừa cởi ra có giấy má đồ đạc gì. Cứ thế là đưa cho mặc. Hình như cậu ta tên là An, người bé nhỏ, gan và nhanh lắm. Nhưng cậu ta chẳng may tí nào. Người nối xong mối dây, từ trên sườn đồi của 475 chạy xuống thì bị một chặp pháo. Thế là cậu ta bị hy sinh ngay tại chỗ. Chờ cho Kinh và Lượng nói chuyện xong, Khuê đưa ống nói cho Lượng. Anh làm việc với đài trưởng A1 đi. Lượng tỏ ý lưỡng lự rồi quyết định. Cậu nắm được ý định của anh Nhẫn chắc hơn, cậu cứ nói chuyện với họ thì hơn. Khuê gọi đại trưởng A1. Hai người thống nhất kế hoạch hiệp đồng giữa tổ trinh sát của Lượng và đài quan sát pháo binh A1. Cuối cùng, một lần nữa, Khuê nhắc lại nhiệm vụ của đài A1. Sẽ phải gọi bắn theo yêu cầu của trung đoàn mình. Đại trưởng A1 công nhận nhiệm vụ ấy, nhưng lại tỏ ý hoài nghi về cương vị người đang nói chuyện. Hình như đồng chí không phải là tham mưu trưởng nông trường 5. Tôi là phái viên tác chiến của nông trường 5. Khuê nhấn mạnh ý kiến vừa phát biểu một lần nữa. Nhiệm vụ phối thuộc giữa hai bên đã được phòng tham mưu mặt trận quy định và thông báo cho các trung đoàn trưởng. Tôi chỉ làm công việc nhắc lại với đồng chí để sau này khi cần thiết, hai bên tiện làm việc với nhau mà thôi. Lượng đứng bên cạnh nghe Khuê nói chuyện với đại trưởng pháo binh sông Cầu, bụng nghĩ thầm. Làm sao mà khả năng của hắn tiến nhanh vậy? Bất kỳ nói chuyện với ai hay làm việc gì, hắn cũng tỏ ra nắm chắc công việc. Lúc nào hắn cũng tin vào khả năng của mình. Lượng hỏi Khuê, liệu con đường dây mới mắc với A1 có thể họ đến ngày tổ chức đánh lấn uy hiếp được không? Tôi tin anh em điện thoại lần này họ đảm bảo được. Tôi đã phải tìm một con đường dài gấp đôi, nhưng chỉ có 500 thước chạy qua trọng điểm. Khuê phát biểu thêm, đáng lý theo nguyên tắc phối thuộc thì bên sông Cầu phải đảm bảo con đường dây này. Nhưng thôi, trước mắt anh bộ binh cần anh pháo binh, chứ chưa phải đã đến lúc anh pháo binh cần đến chúng mình, những thằng bộ binh để bảo vệ cho họ. Cái thằng này ghê gớm thật. Lượng không thể nào nghĩ trước đây chỉ có mấy tháng, Khuê còn là một tiểu đội trưởng trong đại đội trinh sát của anh. Hắn tiến bộ nhanh lắm, nhưng hắn vẫn cứ như một thằng bé con. Vậy mà việc gì khó khăn đến tay, hắn cũng làm được như không?
Trong hàng ngũ của cán bộ đại đội, Lượng đã là một con người xông xáo và giàu năng lượng, được trung đoàn trưởng dị nể. Nhưng giữa chiến trường, Lượng chưa bao giờ tỏ ra dám coi thường khả năng quân sự của Khuê, người mà có một hồi anh đã coi như một thằng trẻ con. Một lần, hai người nằm trên chốt, Lượng hỏi Khuê: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" "20." "Tớ đoán chắc, thế năm 25 tuổi, cậu có thể làm trung đoàn trưởng được." "Tôi sao làm được, anh chỉ nói đùa." "Tớ nói thật đấy." Gần đây, mỗi khi ngồi với nhau, các câu chuyện trao đổi giữa Lượng và Khuê chỉ đóng khung trong phạm vi công việc chung như vậy. Hai người không hay nói chuyện với nhau giữa những chuyện đời tư như trước kia. Khuê biết là hiện giờ Lượng đang chú ý đến một người đàn bà có chồng mà Khuê có gặp qua một đôi lần. Đó là một người đàn bà đẹp. Theo như lời bình phẩm của những tay trinh sát sành sỏi đã từng lăn lộn trên cái địa bàn này, thì nói rằng giá có đi khắp cả thung lũng khe xanh cũng không thể tìm đâu ra một bông hoa rừng rực rỡ hơn thế. Còn về phía Khuê, đứng trước tình hình ấy, một phần nào anh thấy hơi tự ái. Từ ngày vào chiến trường, Khuê không nói với Lượng thêm một điều nào về người chị ruột của mình hiện đang làm y tá ở trạm phẫu thuật 25. Anh nhận được tin ấy và cũng không hề nói với Lượng. Về phía anh muốn đến trạm phẫu thuật thăm chị, nhưng lại ngại cái tính ủy mị và đa cảm của đàn bà. Khuê đã hình dung ra cảnh tượng rằng nếu anh tìm đến, thế nào chị trông thấy anh thì cũng khóc lóc như một đứa trẻ. Và rồi sau đó, anh phải ngồi kể lể dài dòng đầu đuôi câu chuyện thương tâm đã xảy ra từ lâu ở nhà. Làm sao anh có thể chịu được những giọt nước mắt nhiều như mưa sa ấy? Chị anh vốn không phải là cô gái ít nước mắt. Khuê nghĩ thế, và với bản tính thích cứng rắn và dứt khoát, anh quyết định không đến thăm và cũng không tìm cách liên lạc gì cả. Mặc dù trạm phẫu thuật chỉ cách trung đoàn 5 khoảng gần một ngày đường. Tuy vậy, bao giờ Khuê cũng vẫn thấy thương chị. Anh vẫn còn giữ tất cả những kỷ niệm về một người chị dịu dàng và hiền từ trong gia đình. Chị anh, chị Nết, là một cô gái thông minh và đảm đang. Tuy đã thoát ly công tác, nhưng vẫn còn mang nặng tư tưởng của gia đình. Chị là con gái đầu lòng trong nhà. Con gái đầu lòng nhà nghèo, đất đồng chim trũng thường hay vất vả. Bao giờ nghĩ về chị, Khuê cũng nhớ ngay tới lần mà chị anh ở đơn vị thanh niên xung phong được về phép. Lần đó nhà Khuê vừa bị trận bom đầu tiên. Đêm trăng sáng mờ mờ, một quả bom rơi đầu hồi nhà khiến cho nửa mái nhà bay mất. Chỉ còn những chiếc rùi bằng tre trơ ra như hàng xương. Ánh trăng lọt qua giường mấy anh em đang nằm. Quanh nhà chỗ nào cũng ngửi thấy mùi khét. Khoảng nửa đêm, Khuê thấy một người đội nón, mặc áo bộ đội, quần đen, đi dài dãi đến đứng trước bên giường. Cả Khuê và bốn đứa em cùng hét lên: "Chị Nết về!" Khuê thấy chị mình thấp bé lùng củng, chẳng nhớ hơn một tí nào. Nhưng khi chị bỏ chiếc ba lô con cóc ra, thì anh ngạc nhiên thấy chị cao lớn và chững chạc như một người lớn. Thế là mấy anh em liền quay lấy người chị vừa ở tuyến lửa về. Cái ba lô của chị to phòng, nhưng mở ra chỉ có một bộ quần áo và toàn là thư. Chị bắt thang trèo lên ngồi ngất nghỉu trên mái nhà như con trai. Lập lại nhà xong, chị hối hả mang thư đến tận các nhà chúng bạn.
suốt một tuần lễ. Cứ thế, có ngày đi bộ sang huyện bạn cách 15-20 cây số. Ngày nào cũng đi đến tối mới về, lại mang đủ thứ quần áo, vải, giày dép, cặp tóc, gương lược. Những thứ mà người ta gửi mang về xếp đầy một giường. Những đứa em mới hỏi: "Rồi chị mang đi thế nào cho hết?" Chị ngồi gập chân lên giường, mỉm cười: "Làm sao mà tao không mang được, có gì đâu." Khuê ngắm chị, thấy từ hồi đi ra đã lớn phỏng phao và đẹp hơn thật. Những đứa em nhỏ cũng biết hỏi đùa: "Hay chị sắp đi lấy chồng?" Chị cau mày, rơm rớm nước mắt: "Công cha mẹ chưa báo đáp được gì, tao chưa lấy chồng." Ngày hết phép, chị lại trở vào tuyến lửa, người ngập trong đống ba lô và túi vớt hành lý. Chị lại đội chiếc nón như hôm mới về, trông cứ lủng củng như đứa bé. Ngày đó, tàu hỏa vẫn chạy suốt, chuyến tàu chạy qua làng vào ban đêm để tránh máy bay. Mẹ Khuê và năm anh em cùng kéo nhau ra đứng ở bên đường tàu. Nết ngồi trên toa hàng chật ních, nhô nửa người ra ngoài cửa sổ, khoác nón dậy rối rít. Trong đêm tối, Khuê đoán là lúc ấy giá nhìn được mặt, thế nào cả nhà cũng thấy chị mình đang khóc. Suốt buổi sáng, Khuê nghĩ trong hầm của Lượng. Hai người không hề nhắc đến việc gia đình nhà cửa một lời nào, mà chỉ bàn cái việc đánh nhau. Khuê hỏi Lượng: "Mấy hôm nay, công việc chuẩn bị tác chiến sắp tới, anh làm đến đâu rồi?" "Chúng mình đã nắm khá chắc cái thằng Ngụy trước mặt." "Anh đã biết ý định của anh Nhẫn về việc cử cán bộ chỉ huy trận đánh sắp tới chưa?" "Chưa, chắc là một cậu tiểu đoàn phó nào đó. Bởi vì lực lượng sử dụng lần này chỉ khoảng chừng một đại đội là cùng." "Hình như anh Nhẫn đã bàn với anh Kinh, sẽ chỉ định anh." Lượng đột ngột hỏi: "Cậu có biết một cụ già, cao lớn người địa phương?" "Có phải là ông cụ Phan đã giúp bộ phận trinh sát của anh hồi đầu phải không?" "Thằng con trai của ông lão hiện đang ở trong hào bọn Ngụy, trước mặt chúng mình đây này." Khuê cười cười và nhìn Lượng bằng cặp mắt sắc sảo: "Thế là không khéo lần này anh chạm trán với nó." Ngày đêm bơm đạn dẫn dội trên đồi 475, các chiến sĩ đài quan sát lại đang gặp thêm khó khăn về tiếp tế lương thực. Trung đoàn đóng ở xa, một vài đơn vị bộ binh trước đây đài thường dựa vào để được cấp gạo đã chuyển đi các chiến trường khác. Sau hôm nói chuyện với Lữ bằng đường điện thoại mới làm, Kinh lệnh cho chủ nhiệm hậu cần trung đoàn mang lên cho anh em pháo binh mấy bì gạo và một ít đồ hộp. Đây là lần đầu tiên Lữ nhận được của bố gửi kèm theo chuyến gạo, đó là hai bức thư của gia đình cùng một ít thuốc men. Lữ đem chia cho Môn nửa gói thuốc tăng lực. Đó là những viên thuốc bổ màu đỏ, ở bên ngoài bọc đường giống như một thứ kẹo ngọt. Giữa tháng 3, Cận đưa một số anh em trở về trung đoàn để mà lĩnh gạo và các thứ thực phẩm khác. Lúc quay trở về đài, chỉ sau mấy ngày địa hình đã khác lạ hẳn đi. Ở những chỗ mà trước đây địch ít đánh tới và dưới các khe giữa hai sườn núi, mới mấy ngày hôm trước vẫn còn những thân cây hoặc là những bụi gai nho nhỏ. Bây giờ, tất cả đều bị đánh quang hết. Cận bắt được dưới chân đồi 475 một con chim điếc. Một bầy chim có con bé bằng hòn củi, có con to và tròn trịa như chim cu,
lòng cũng dày, xám xám màu tro. Chúng đậu im trên mấy cái thân cây trái đứng trơ trụi giữa một vùng bãi bơm B-52 tam quan. Anh em bộ đội đi lấy gạo về, tới sát gần bên cạnh, những con chim vẫn đậu yên. Họ thử nhặt đá ném, những hòn đá rơi đánh chát vào thân cây, làm dở ra một lớp than, nhưng bầy chim vẫn như chẳng nghe thấy gì hết. Chúng bị điếc. Cận tìm thấy con chim điếc giữa một búi cỏ tranh khô xác. Những lá trang đài và sắc như gươm đã úa vàng héo rũ xuống, phủ kín cả một hốc đá. Cận đứng nhìn con vật bé nhỏ đứng thu mình trong những đám lá tranh, tận trong hốc đá sâu. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng chìa bàn tay túm lấy và đem ủ trong lần áo sợi dệt kim màu xanh sặc mùi mồ hôi và mùi dầu lau súng. Cận chạy lạch bạch bằng đôi chân ngắn ngủn, nơm rất buồn cười, đến bên cửa hầm mái và gọi rối rít. Lữ ơi, tớ mang quà về cho cậu đi này. Lữ, Môn và mấy cậu trinh sát liền dây lấy Cận, lúc ấy vẫn đang khoác trên vai những bao gạo 20 cân, khiến đầu cổ rụt cả lại. Giữa đất này mà kiếm được một con chim cũng là điều thú vị. Mọi người ngắm nghía say sưa. Con chim mà Cận bắt được giống như con chim chích chòe, nhưng nó bé hơn, sắc lông nhạt hơn, màu cũng nhạt hơn. Con vật đứng trên một chân, giữa cái lòng bàn tay ram rám rất dày của Cận, đưa cặp mắt lồi hơi vàng nhìn những người lính. Con vật xù lông, dãy dãy đôi cánh như sắp bay đi, nhưng rồi vẫn đứng yên. Lữ hỏi, con này tên là con chim gì vậy? Tất cả các chiến sĩ xúm vào vỗ tay, hít sáo, rồi tranh luận ầm ĩ về cái tên của nó. Có người nói nó tên là chim bơ la, có người cho nó là giống chim kinh rong. Cận thủng thỉnh đáp, chim bông lao đấy. Cuộc cãi giả thế là chấm dứt. Ai nấy đều thống nhất ý kiến của Cận, người nổi tiếng là một nhà thực tiễn về động vật học. Các giống chim ở trên trời hay cá dưới suối, giống nào Cận cũng hiểu tường tận, từ đặc điểm tính nết đến hương vị xương thịt. Các cậu này, chim bông lao thì phải thấy nó hót, chứ sao không thấy nó hót? Một cậu có cặp má bầu như con gái hỏi rất ngây thơ. Cận giải thích và trao con vật cho Lữ. Cậu yên chí, dốc nữa quen với chúng mình, nó sẽ hót cho mà nghe. Nhưng phải kiếm một cái gì đó cho nó đậu vào, cái gì nó mềm mại một chút, một cái đọt lao chẳng hạn. Một anh trinh sát mắt xếch nổi tiếng là vui tính cúi xuống nói chuyện với con vật. Chúng mình tìm đâu ra một cái gì mềm mại cho anh bạn được trên cái đất này? Dưới đất toàn là mảnh bơm và mảnh bơm thế này. Phải tập đậu trên cái mảnh bơm mà hót chứ. Như tớ đây này, lúc nào tớ cũng vui vẻ, cũng hát hò. Cậu hát thì ma quỷ cũng không nghe được. Thế mà hôm nọ, cô cậu dám hát cho dân công nghe, cứ y như người ta lăn cái thùng tô nô vậy. Cần tiếp tục giảng giải. Người ta đặt tên giống chim này là bông lao, bởi vì vào dạo nào các bãi lao trổ bông như cờ thì nó bắt đầu bay về đậu. Nó ưa đậu trên những rừng lao đang trổ qua. Hồi ở nhà, chúng mình thường hay cắm nhựa trên các bông lao. Hai thanh nhựa buộc chéo nhau, con chim xòe cánh bay đến đậu liền bị dính nhựa. Con chim nào cũng dính vào thanh nhựa hai bên cánh. Chúng mình thường chọn con chim nào hót hay nhất để làm chim mồi. Nhưng bất kỳ con chim mồi nào cũng không hót hay bằng con chim đã bay cao. Cái anh bông lao đến lạ, càng bay cao thì nó càng hót khỏe, càng hay. Hồi ở nhà,
vào mùa tháng năm khi qua trổ bông. Có khi chúng mình đánh được một lòng đầy chân nít, đem về giặt lông, tẩm hành mỡ rồi rán lên. Thật tuyệt, thịt nó còn thơm hơn là thịt chim ngói hay chim cu cơ đấy. Nhờ có Cận và Môn thỉnh thoảng giới thiệu nên Lữ đã biết thêm nhiều giống chim rừng. Thung lũng Khe Sanh trước đây là xứ sở của các loài chim. Chim đa đa, chim môn đuổi đi kiếm dưới các lùm cây thấp. Khứu, chim dẹt bay từng bầy trong các khu rừng rậm và khô ráo. Ngày mới vào chiến trường, chỉ sau một trận mưa, những người lính đã nghe khứu hót vang vọng cả núi rừng. Rồi chim sâu và một giống chim gì đó mà nó chỉ nhỏ bằng hòn cuội, lông cũng trăng trắng, xám xám, nên chẳng có gì mà đáng chú ý. Nhưng tiếng hót của nó còn ồn ào náo nức hơn tất thảy mọi loài chim khác. Ngoài ra còn chim xanh, rất nhiều loài chim xanh, có con mỏ vàng, con mỏ đỏ. Nhưng ở đây chính là xứ sở của các loài chim lớn và quý. Công từ rừng Lào bay sang từng cặp, thường đậu trên các giặt đất thấp và bằng phẳng. Các chiến sĩ trinh sát hồi mới vào chiến trường thỉnh thoảng hay đứng nấp sau các bụi cây để mà mải mê xem một đội công đang múa. Ở đây còn là xứ rừng của chim đại bàng. Đại bàng thường đậu trên các đỉnh núi đá. Lữ đã được trông thấy trên đường giao liên cái dáng một con đại bàng đang vỗ cánh trên chớp núi đứng nghiêng nghiêng, giống như trong bức tranh, chỉ còn thấy treo ở các gia đình có người già và các nhà họa sĩ bây giờ không còn ai vẽ nữa. Hồi ở nhà, Lữ được đọc một cuốn sách nói mọi giống chim có một chỗ quen ở quen thuộc. Có giống quen ở rừng, có giống quen ở biển, có giống quen ở thảo nguyên hay vùng đồng bằng. Chim đại bàng là loài chim cánh cứng, có thể bay đi khắp nơi. Tuy vậy, đại bàng cũng chỉ tìm nơi đậu ở các cánh rừng đại thụ. Ngay giữa những khu rừng đại thụ, nó cũng tìm chỗ đặt chân trên các mỏm núi đá cao. Dáng con đại bàng đậu thì bao giờ cũng im phăng phắc như một cái mỏm đá trơ trụi. Khoảng một tuần, Cận lại trực tiếp dẫn anh em về trung đoàn lĩnh thực phẩm và nhân tiện dự các cuộc họp khẩn thiết hoặc là để hội ý công tác đảng. Một lần, trước khi trở về đài, Cận dự một cuộc họp tổ đảng của trung đội trinh sát. Giữa một chục đồng chí đảng viên từ các đài quan sát và các mặt trận trở về ngồi chung quanh ngọn đèn. Mặt trước của láng, phía nhìn thẳng xuống suối căng tấm ni lông để che bớt ánh sáng ngọn đèn bão. Các đảng viên ngồi quay quần trên tấm sạp nứa. So với ngày đầu chiến dịch, trong khuôn mặt người nào cũng dày dặn hơn và đã gầy đi. Mấy tháng qua, họ chia nhau đi chiến đấu và lãnh đạo quần chúng ở các đài quan sát, nên ít khi có dịp gặp nhau đông đủ. Các đảng viên tự kiểm điểm vai trò của mình và nhận định những quần chúng tốt trong trung đội, những anh em có thể đưa vào diện chuẩn bị kết nạp. Cận là người đã từ lâu đã được tổ đảng phân công phụ trách Lữ. Sang phần nhận định quần chúng, Cận nhận xét Lữ là quần chúng tốt và anh ý kiến có thể đưa Lữ vào diện bồi dưỡng. Anh chỉ phát biểu một vài lời ngắn ngủi rồi lại tiếp tục ngồi bó gối nghe các đồng chí khác. Tổ trưởng đảng, một đồng chí đại đội phó phụ trách trung đội trinh sát. Tóc hớt móng lừa, cổ quấn mảnh vải dù pháo sáng. Anh thấy ý kiến của Cận quá vắn tắt nên phải hỏi lại lần nữa. Đồng chí Cận nhận định Lữ như thế nào? Cậu ấy tốt. Cận đáp. Tôi thấy có thể kết nạp được. Tổ trưởng đảng muốn biết thêm. Đồng chí đã tuyên truyền giáo dục quần chúng được mấy lần? Cận báo cáo thành thật. Tôi có khuyết điểm là chưa tuyên truyền giáo dục được lần nào cả. Trên đấy bận lắm hả?
một đồng chí thuộc tiểu đội khác hỏi. Chẳng phải đâu, Cận trả lời ngượng nghịu. Tôi thì chẳng biết dí luận gì cả, mà quần chúng thì có văn hóa. Nhưng quần chúng có mến phục đồng chí không? Tổ trưởng đảng gợi ý thêm. Trong chiến đấu và trong cả công tác hàng ngày, đồng chí có gương mẫu trước quần chúng không? Về những cái mặt ấy thì tôi làm được, các đồng chí cứ yên chí. Tổ đảng đã nhận định những ý kiến chính xác. Lữ là một đoàn viên có ý thức phấn đấu và rèn luyện, xuất thân gia đình tốt, nhưng bản tính hãy còn là một người anh học sinh. Tất cả các đồng chí trong tổ đều biết là Cận là một đảng viên thuộc thành phần cơ bản vốn nghèo khổ từ bé. Tuy trình độ lý luận và văn hóa còn kém, nhưng trình độ giác ngộ giai cấp và chiến đấu thì hết sức dũng cảm. Tổ đảng quyết định giao cho Cận tiếp tục phụ trách quần chúng Lữ, tuyên truyền, giáo dục về đảng cho Lữ. Từ hôm dự cuộc họp, Cận trở về đơn vị, tỏ ra hết sức lo lắng. Anh không biết là với trình độ lý luận của mình sẽ ăn nói với quần chúng những chuyện gì, tuyên truyền giáo dục về đảng cho quần chúng ư? Vậy thì nói chuyện gì? Cần nhớ là trước khi anh được kết nạp vào đảng, người phụ trách dìu dắt anh cũng chẳng nói với anh nhiều lắm. Vậy thì lý luận nào đã thuyết phục Cận vào đảng? Đó là chính cuộc đời nghèo khổ của anh. Điều đó chẳng cần một thứ lý luận cao sang nào cả. Anh đến với đảng như một điều tất nhiên. Như đời anh phải có đảng mới có quyền sống và quyền làm người. Anh cần đảng như người ta cần có cơm ăn, áo mặc và phải có không khí để thở. Cận là một đứa trẻ mồ côi. Năm 1954, kháng chiến kết thúc, anh lên 11 tuổi và vẫn đi ở. Anh chỉ biết gia đình người chủ nhà mà chưa biết họ hàng gia đình nhà mình. Đến hồi cải cách, Cận mới hoàn toàn được giải phóng. Anh được chia một gian nhà rộng thênh thang, trong một tòa nhà ngói 7 gian hết sức đẹp đẽ. Anh còn bé, ở một mình không tiện, nên ra chùa ở chung với vợ chồng ông sư ở ngoài làng. Suốt những năm kháng chiến, vị sư ông đảng viên trong làng đã nhiều lần buộc tóc giả lên đầu và xách mã tấu đi chém tay giữa chợ. Hòa bình lặp lại, nhà sư để tóc cua và lấy vợ. Vợ nhà sư là một chị gái quá, cũng là đảng viên ở trong làng. Chồng trước làm trung đội trưởng du kích, bị Tây bắt mổ bụng. Hai vợ chồng nhà sư đã tuyên truyền giáo dục và đứng ra giới thiệu Cận vào đảng. Ngày ấy, hai người đã nói chuyện với Cận lúc ở bên cầu ao của nhà chùa. Lúc thì bên cái cối xay, tất cả câu chuyện tóm tắt chỉ có một câu: đảng là của giai cấp nghèo khổ. Cận hiểu câu ấy thấm thía vì chính anh là người của giai cấp nghèo khổ. Biết về mình, bao giờ anh cũng biết trước hết những điều ấy. Suốt cả quãng đời trẻ thơ, anh chỉ biết có một điều là mình nghèo và khổ. Chẳng phải đối với Cận mà với nhiều người, từ khi đảng hãy còn hoạt động trong bóng tối, những người đảng viên đầu tiên đã tìm đến những người nghèo khổ để mà tuyên truyền phát triển đảng. Trong ý thức của người nghèo đã sẵn có ý thức đảng, cũng như cái quả có hạt. Suốt mấy chục năm, hạt giống ươm và nảy mầm trên miếng đất ấy. Những hạt giống đã mọc lên thành rừng cây. Nhưng có điều thực tế là cho đến ngày hôm nay, đảng đã đào tạo được một thế hệ thanh niên mới. Bàn tay họ đã được cầm bút, con mắt đã được nhìn vào mặt nhiều của cuốn sách. Tất cả được nuôi nấng lớn lên trong một chế độ xã hội tốt đẹp và công bằng. Đời sống vật chất trong mỗi gia đình của họ tuy chưa phải là giàu có, nhưng cũng có thể gọi là tạm đủ. Hôm nay, những người thanh niên ấy đang cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc,
Họ đang tìm đến đảng bằng những hiểu biết và lý tưởng xã hội đẹp đẽ mà đảng đã giáo dục cho họ từ khi còn là những thiếu niên mang khăn quàng đỏ. Vậy thì hôm nay, công việc tuyên truyền giáo dục cho họ sẽ ra sao? Đảng sẽ nói với những người quần chúng trẻ tuổi ấy những điều gì? Một hôm, Cận xách hai chiếc ống vầu xuống chân dốc để lấy nước. Gạn hàng tiếng đồng hồ mới được hai lưng ống vầu. Khi quay trở về, Cận ghé vào hầm mái bảo nhỏ với Lữ. Bao giờ rồi cậu lên chỗ tớ? Tớ muốn nói với cậu một việc này. Lữ hỏi bằng cái giọng dồn dã. Việc gì hả anh? Nhưng cậu có rỗi không đã? Tôi đang rỗi rãi đây. Cận bảo Lữ đi theo mình. Tổ trinh sát ở hai cái hầm bên sườn dốc cao nhất. Hầm của Cận xếp đầy những mặt nạ phòng hơi độc, quần áo ngụy trang, thước đo và bàn đạn. Cận dựa vào ống vào nước bên bậc cửa, ngồi xuống giữa đống áo ngụy trang ban đêm. Bên cạnh một đồng chí trinh sát nằm quay mặt vào bên trong, đang ngủ say. Lữ đoán thấy Cận đang sửa soạn nói với mình một câu chuyện rất quan trọng, nhưng anh lại mở đầu bằng những chuyện lâu đâu. Dạo này đang là tháng 2 ta. Cận ngước nhìn ra ngoài bầu trời se lạnh và hơi tai tái. Dạo vụ này ở nhà thì quê tớ đang là mùa đánh cò. Trời lạnh, lại có gió mai. Đấy chính là mùa giạc, mùa cò, cậu biết không? Sao ngôi chùa đầu làng mình có một lùm tre rậm rạp. Đêm nào cò cũng dậy đậu trắng các ngọn cây. Tớ cứ leo lên đấy mà ngồi, mặt quay về hướng gió, cầm hòn đá mà ném ra phía trước mặt. Thế là cả họ hàng nhà cò kêu dán lên. Chúng cứ theo chiều gió mà bay dạt đi từng đàn. Tớ chỉ cần quơ hai tay thì cũng tính được vài cặp. Họ nhà cò là giống rất lười, chẳng bao giờ chúng chịu bay đậu nơi khác đâu. Chúng kêu dán bay loạn xạ một lúc thì lại quay về chỗ cũ mà ngủ. Mình lại móc túi lấy một hòn đá khác. Cứ thế mà suốt đêm đánh cò bằng cách thô sơ như thế, mỗi đêm cũng kiếm được vài chục con là ít. Cận nói chuyện cò chuyện giạc một lát rồi mới bắt đầu vào câu chuyện chính. Vừa qua mình về đại đội, các đồng chí trong tổ đảng có ý kiến nhận xét về cậu. Các đồng chí thấy tôi thế nào hả anh? Lữ hồi hộp hỏi Cận. Chúng mình nhận xét cậu là chiến đấu và công tác được, có thức phấn đấu rèn luyện, nhưng tính nết hãy còn học sinh diễn dông thế nào ấy. Lữ đáp thành thật. Các đồng chí nhận xét khuyết điểm của tôi là đúng. Tôi biết mình hãy còn non nớt, cần phải thử thách trong công tác và chiến đấu nhiều hơn nữa. Cậu được kết nạp đoàn ở nhà trường phải không? Phải. Từ bao giờ? Từ năm tôi 16. Thế cậu có nguyện vọng vào đảng không? Có, đấy là nguyện vọng thiết tha nhất của tôi. Lữ chăm chú nghe Cận phát biểu một hồi. Anh nói chuyện về đảng, về tôn chỉ mục đích, về vai trò của đảng viên. Cận càng nói càng tỏ ra lúng túng khó nhọc, như đánh vật với chữ nghĩa và cái vấn đề khái niệm. Cuối cùng, Cận kết luận. Tớ chỉ mong hết chiến dịch này, tớ được giới thiệu cậu vào đảng. Anh cứ tin ở tôi hứa sẽ cố gắng. Lữ cảm động và cũng trở nên lúng túng. Anh ngồi im. Trong ý thức, anh hiểu đây là chuyện hết sức nghiêm chỉnh và quan trọng đối với cả cuộc đời của mình. Nhưng cũng không phải là chuyện nói cho hay, mà phải biểu lộ bằng công việc làm, chẳng hạn như Cận. Hồi ở trên đài Q4, Cận thường dạy cho Lữ một miếng giỏ ta. Bất ngờ, Lữ ôm ngang lưng Cận và rất chặt.
buông ra. Cận kêu to và biết rằng Lữ đang muốn tỏ dấu hiệu được gần gũi mình. Lữ càng siết chặt hai cánh tay, mặt đỏ bừng. Tôi đã khóa anh rồi đấy nhé. Được nhé, được nhé. Cận quay nửa người trong tư thế đang ngồi, một cánh tay nhanh nhẹn quờ về sau. Trong một chớp mắt, chỉ bằng một tay, Cận đã giật đánh đét anh chàng Lữ lẻo khẻo xuống nền đất. Thằng tôi! Trong Cận linh hoạt hẳn lên, và anh mắng Lữ bằng cái giọng thân mật âu yếm. Cậu trinh sát viên đang ngủ bên cạnh choàn tỉnh dậy, cào nhau mấy tiếng, rồi lại díp đôi mắt lại, tiếp tục ngủ ngon lành. Lữ nằm đo dán trong một góc hầm tối. Tự nhiên một giọt nước mắt dở từ bên khóe mắt. Không khí ẩm ướt trong hầm khiến Lữ nhớ lại tất cả cảm giác hiu quạnh lúc anh nằm một mình dưới cái khe sâu dạo nào. Lúc ấy Cận đang đi tìm anh. Ánh sáng ngoài cửa rọi xuyên vào, nhìn một đường chung quanh cái thân hình chắc lẳng của Cận, y như một dần hào quang. Một người thật bình thường, sao mà khi đứng trước kẻ thù đã lẫm liệt như vậy? Một niềm vui phấn chấn tràn ngập tâm hồn Lữ. Niềm hạnh phúc của người ta có khi chỉ vì được đứng bên cạnh một người khác, được dẫn dắt bởi bàn tay của người khác. Anh Cận. Lữ nằm đó suy nghĩ. Những điều quan trọng anh vừa nói tôi hiểu hết. Có lẽ tôi còn có thể nói hay hơn anh. Nhưng làm sao tôi có thể làm như anh? Anh là người chân thật, dũng cảm. Một người không quen nói mà chỉ quen nhận lấy những phần gì khó khăn nhất. Các đồng chí nhận xét về tôi rất đúng. Tôi vẫn còn chưa thay đổi được cái dáng dấp của một học sinh non nớt hay suy nghĩ diễn dông. Tôi đã được tham gia chiến đấu, nhưng vẫn chưa được thử sức trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Tôi không muốn làm con chim bông lau, nhưng chưa thể trở thành cô đại bàng có đôi cánh cứng, có thể một mình bay qua giông bão.